biển. bạn. Chà, chà hối nôm cho bì bà đề Việt Nam xong xáy miên chiết plastic xàm sập rằm pí chốt pram kì lô đạn lụa nơi xa bà sột. Chà, chà Còn này. lắm nó. Chà, xàm sập bà kì lô kì lắm. Chà. Hay mà nữ mình không chọc kia mò bấy. Chà. Chà hối nôm cho bì bà đề Việt Nam xong xáy miên chiết plastic xàm sập rằm pí kì lô kì lắm. Chà, đạn lụa nơi xa bà sột khát xoài điện. Rồi bàn xa mặt đã kết cam control. Rồi khởi nơi tì tăng xa bà sốt, krong xoài tiếp, nâng xa chí phù, krong bà vật. Rồi kèng rồi khởi xa đọ, xa mùi mùi kèng chóp, nơi xa chí phù, đà miên tập đọc cố, nâng thân đọc thông minh, xa bú khôi côn hợp hiệp, nâng tùm đánh khôi côn hợp hiệp chế chá tiết, nơi thứ ngay tì prám khai cả nhá cho năm Oh. Chà. Tam mân trây cam control khai bà này đơn thá, đòi miễn ca nai nôm bị lột bắn sâu xạ Bạn chà sâu sắc. bắn sâu xạ rồi mình thấy cơ xuông vì này chắc cắm nâng lột mọc bị chật protepo đi rồi thà bị báo từ tua bắn tục chia à kẹt dụ cam control khách xoài liền tay tay cho pin nứt một tầm nến ban chỉ tràn lợt hai ca cho pin nứt một tầm nến nơi ngày nế nông cô bóng bóng thì nia ban sự vật thiết mà hồ bà há chôn và chia bờ rót nâng lơ cầm pua sau cầm là thiết đo bộ cọt pro viên miền sẽ là tầm khăn này nông sống cống nâng chi và thiết và chạm thay ngày hai miền ca tự tu kho tre lơ sự vật thiết mà hồ bà há cứ chỉ ca tự tu kho tre rúm nía đem sập tha ban chùm nín đem nẹ nom chố nẹ pallet nẹ chai trái nâng nẹ pra pra phong đài pro sau cầm thiết cứ chỉ cả ta chạm bó này thiết rồi riêng này chỉ vật Propop đã đại ban bàn chạy thả, môn trầy trầm niên kháng thư vơ ca cho bình nất, mộc tùm nền chỉ tràn mộc nông tiếp xá, rò sốt, nâng xá chỉ phủ, nìa bê ní, ban rô khớ cho hôi trầm nuôn đọc prám, cà lọt, chà. Cà lò. Chà, cà lò, mà nâng xám sập rằm phí cho prám kì lô. Prù prà phê cho hôi ní cứ cho bì prà tây Việt Nam, về miền thiết rừng sụt. Đại bằng có ai bác bó đo gặp bé phụ viên dàn thức khôn thức ngộ. Khả nạn đại dưỡng bàn bò rì phô bía chia bí xe. Cứ khmênh tối bật chìa cửa thân ác lăng này. Chà. Khu nông nốt của bàn rô khơ nơi tùm ninh hua ca bà đại chạy mùi chùm nôn tiết phòng đáy. Môn trầy chùm niến bàn phơ tè. Tờ lơ mục tùm ninh chỉ chán mục đôi chìa bằng lái play chờ. Bọ bà hốc chùa dần đại bằng đốc chiêm cổ lạng lạng lạng. Vẫn tái bộ miền ca rô khơn tục xa rạch thiết kì mi nụ tỷ. Trong này nẹ lụa có bàn dô bró mà chốc. Cả đã lụa tùm nính đài khôi con hợp hiếp hô ca bà rạch chai bà bà. Bộ phụ kế tiền áo nốt bàn dô đắng. Nơi phó bà bò đào sọc hợp hiếp. Nơi bê đài bà bà tùm nính đài khôi con hợp hiếp phong đài. Chà. Vì chưa rương mùi khu hồi sọc xa đài. Nếu bà áo lốt bàn bàn cho thầy bình nất tỷ. Vì nóng bàn riêng đà cho đó phụ chìa bò rọt con không côn không mùi ọt lộp hay tâm tập lần ngày đi hết chắc bảo màn ngày môn bảo màn cho nam môn dòng mạch tử vì hồ chô rõ ngay màu bàn và bất chìa cua hồi sau đây mà mòn trầy mùi dùm nuôn cực tại bị prạc cực tại bị lùi ọt bàn bị nật mơ lan ọt bàn bị nật mơ ca nôm châu lùm hồ châu nó vì thời khôi sọc phía bị chìa bộ rọt khuôn ai ở lại là do lôi tập chìa ba dùm ngữ miên bê là đẹp bị bọt tê chìa ra đi chìa bán và chúng mình tham vì cùi sau sẽ lại tên là lâu dương sẽ đáp và sát đã bỏ và chia bộ rót mà chấm nôn để quạt đăng rương đi và hay không nô có quạt bằng nó bỏ tha bánh bị chen mua qua đi và chấm chấm sẽ đáp tên mới ខាងនោះពិតមែនបងខ្ញុំជឿប្រកាសប្រុសអីណាថានឹងយកទៅពីវៀតណាមមកសារជាខូហើយប្រសាប្រវត្តិណាបងអើយសិតសាច់ទៅសួយពួកនឹងសិតទីមីបងជាពិសេសខ្លាំងជាងគេនឹងគឺសារជាខូនឹងឯងហើយនៅស្វាយរៀងចឹងដែរបងនៅខាងត្បូងសាគេហៅជាជាមួយនឹងគឺ របស់វៀតណាមសុទ្ធទាំងអស់ហាប្រឡាយនោះផៃទីសិទ្ធតាគីមីយំដែរនៅវៀតណាមចុះទៅត្រួតពិនិត្យមើលទៅបងអើយតាំងពីប្រហិតតាំងពីគ្រឿងក្មេងក្មេងលេងហូបចុកចុះហួយស្ករក្របអូយសុទ្ធតែរពើផ្ទះនោះគឺលក់ធំជាងគេនៅខាងបំងសាស្វាយរៀងនៅជាប់នឹងអាដេញផ្លូវជាតិនឹងឯង
បាទនេះគួរឲ្យសោកស្ដាយដល់មន្ត្រីយើងដែលស៊ីប្រាក់ខែរាជបាទបំរើរាជស៊ីប្រាក់ខែរដ្ឋមិនបំរើរាជចា៎បាទបន្ថែមទាំងឲ្យរាជកើតទុកនៅជំងឺចំណាយលុយចំណាយពេលវេលាទៅព្យាបាលជំងឺទៅទៀតបាទហើយក៏សូមអបអរសាទរចំពោះមន្ត្រីនៅថ្ងៃនេះដែលបានប្រឹងប្រែងនឹងក្រាបបានប៉ុន្តែมันគួរណាស់ថាថ្ងៃនេះបានលើកមកនិយាយទេចា៎គួរតែត្រូវតែធ្វើយ៉ាងសកម្មបាទចូលតាមច្រកណាគួរតែយកមនុស្សយកម្ចាស់ទាំងនោះដែលទទួលផលទាំងនោះបាទដាក់ទោសទណ្ឌបានរបស់ហ្នឹងវាមិនចូលទៅពោះប្រជាពលរដ្ឋចា៎វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កាពះពលវៀនហើយបើអស់លោកបដ ாய் អីយកមកអប់រំសិនណែនាំសិនធ្វើកិច្ចសន្យាសិនបាទពាក្យសិនរបស់លោកវោះអត់ចប់ទេបាទគឺຂណាតអបកត់បាទយកច្បាប់មកប្រព្រឹត្តមកនៅពេលដែលខ្លាចជាប់គុកគាត់លែងលះលក់ហើយរបស់ចឹងហ៎តែបើអស់លោកនៅតែបដែបដោយតដែលតដែលទេគឺគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាជនខ្លួនឯងប្រទេសជាតិខ្លួនឯងហើយអ្វីដែលកើតឡើងនោះបានអ្វីមកវិញគ្មានពេលការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទេគឺម្នាក់ម្នាក់ឡើយតែឈឺបាទតែព្យាបាលប្រទេសគេឈឺតែព្យាបាលប្រទេសគេមិនដែលព្យាបាលក្នុងប្រសពខ្លួនឯងទេព្រោះអីខ្លួនឯងអាចបានបង្កើតរបស់ហ្នឹងដល់ចឹងអត់ដឹងព្យាបាលយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ឈឺនៅភាគអង្កើតគឺទៅវៀតណាមហើយចា៎បាទព្រោះគេដឹងពីអ្នកផលិតអាហ្នឹងគេដឹងបាទគេផលិតនឹងយកមកលក់អញ្ចឹងគេដឹងទៅពីសាសព្យាបាលយ៉ាងម៉េចហើយដល់អញ្ចឹងប៉ែខ្លួនឯងរៀនធ្វើអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទបើគ្មានចំណេះចំណាញបើព្យាបាលប្រទេសជាព្យាបាលប្រជាជនខ្លួនឯងមិនកើតបាទមានមន្ត្រីមានស្អីអ្នកមានអីសួរថាពេលមានជំងឺសួរថាព្យាបាលនៅណាសិង្ហបុរីថៃវៀតណាមបាទមិនដែលពាក្យថាមកព្យាបាលស្រុកខ្មែរចា៎មានតែមន្ទីរពេទ្យមួយគត់ដែលបាទបាទដែលរក្សាកិត្តិនាមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទដោយលោក Virginer កាលឡើងគឺពេទ្យបន្ថែមផាបាទព្យាបាលកុមារគឺក្រិតក្រមរបស់គាត់គឺព្យាបាលជាបានល្អបាទគឺព្យាបាលជាបានល្អក្រៅពីនោះការទំនុកចិត្តបាទយើងមិនវាយពេទ្យខ្លួនឯងថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែការទំនុកចិត្តបាទវាគ្មានទំនុកចិត្តសូម្បីតែមន្ត្រីគ្មានទំនុកចិត្តហើយធ្វើមិនឲ្យរៀបទំនុកចិត្តទៅលើប៉ែតក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងចា៎ឥឡូវអស់លោកគិតមើលក្នុងនាមអស់លោកជាមន្ត្រីអស់លោកមិនជាបានក្នុងស្រុកហើយតែជាបាននៅប្រទេសគេហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅតាមហើយចា៎មេទៅណាអញទៅនឹងដែរហ៎តើពេលណាប្រទេសជាតិយើងរីកចម្រើនបើឲ្យឡែងតំណំបាទអាតំណែងខូចគុណភាពអាឡៃណោមអារបស់ខូចគុណភាពយកមកលក់ដូរនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យប្រជាជនតិចឈឺមានពេលណាទៅរកស៊ីមានពេលណាទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិខ្លួនឯងរីកចម្រើនបើអាឡៃទៅព្យាបាលជំងឺតិចឈឺបាទបើអត់ឈឺទៅមានពេលហូរអីអាឡៃនេះអត់មានទឹកអញ្ចឹងតែត្រូវបង្កើតអាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដើម្បីយកទឹកមកប្រើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចណែធ្វើម៉េចឲ្យបានទឹកប្រើប្រាស់ខួបប្រាំងខួបភាសាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅផលដំណាំស្រូវបាទផ្សេងផ្សេងតែអស់លោកនាំគ្នាចង់បានលុយអស់លោកឲ្យហូរចូលនៅតំណែងខូចគុណភាពបាទនៅរបស់ដែលគ្មានគុណភាពបាទរបស់ជွာរបស់អីហ្នឹងទៅហើយមកប្រជាជនហូបទៅអត់ដឹងឃើញល្អអូល្អឆ្ងាញ់រសជាតិលុយហ្នឹងហើយចង់មន់ចង់ជ្រូកបាទស្វិតល្អបាទចង់ក្រោយបាទស្វិតល្អមែនស្វិតទាំងកាពះស្វិតទាំងពវៀនជាប់គ្នាត្រូវទៅព្យាបាលតែព្យាបាលយករ៉ាប៉ែតខ្មែរអត់កើតទេអត់កើតទេអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងព្យាបាលមិនខ្មិចទេដឹងតែងប់ចារត់ទៅស្រុកគេអញ្ចឹងប៉ែតយើងអត់លុយទៅបាននៅប៉ែតគេស្រុកគេយកលុយទាំង10000ទាំង1000ទៅព្យាបាលម្ដងបាទអញ្ចឹងរឿងនេះបាទទុកឲ្យខាងថ្នាក់ដឹកនាំបាទគាត់ប្រមើលមើលឡើងវិញថាគួរតែមានវិធានការយ៉ាងណាចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលកើតឡើងហើយចេះតែត្រឹមយកពាក្យថាអប់រំណែនាំមកតដែលតដែលហើយច្បាប់នៅឯណាចាបំផ្លាញសុខភាពគេដោយសន្តិវិធីបាទដែលអស់លោកដែលសិក្សារឿងប្រាក់ដួងទេវាអត់ខុសគ្នាទេដើម្បីវាកំទេចប្រទេសមួយហ្នឹងគឺត្រូវបោះប្រាក់ដួងទៅដើម្បីអីឲ្យគេចូលឆ្កាចាអាលើហៅថាអ្នកចង់បានលុយហ្នឹងគឺចូលទៅឆ្កាយកមកអញ្ចឹងពេលដែលបើកទ្វារពេលដែលបើកទ្វារហើយចូលវាយបានហើយចា៎នឹងមិនខុសគ្នាទេបាទអ្នកឯង
chi bà tê tôn sao y khi nhóm bà chún à là bọc chiếc kì mi tớ nè ai à lại à hốp à lại tập chi báo miên phê là à bị bọt được khiếm nhóm rì chùm ra nè môn bàn ai bài mình trai o dưỡng dạp đàm miên ú rô bàn khắc 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 đồ lan khắc 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 đồ sợi trong cõi bà tê chết luôn ánh bố bình tự đòi chùm ngư cập bẹp của viên xong bây giờ con bà bôn bà bọ ọ lô mà chùm nó còn chăng này bọc ngành brand brand và brand brand brrrr hồ tập con nó toán brand brand brrrr